Mỹ nên mở rộng ưu đãi tín dụng thuế xe điện cho Việt Nam nếu muốn khuyến khích đầu tư mang tính bước ngoặt từ quốc gia này vào lĩnh vực sản xuất có trụ sở tại Mỹ. Người đứng đầu vận động hành lang doanh nghiệp chính của Mỹ tại Đông Nam Á cho biết, các quy tắc trong đạo luật giảm lạm phát của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng pin xe điện của Trung Quốc hiện chỉ mang lại lợi ích cho các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Washington, một danh sách không bao gồm Việt Nam. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast tuần trước đã bắt đầu xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la Mỹ để sản xuất xe điện ở Bắc Carolina cho thị trường Mỹ, nhưng có thể gặp khó khăn trong việc cạnh tranh nếu không được giảm thuế. Theo Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện tại đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, một nhóm vận động hành lang, VinFast đã đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden về việc sản xuất xe điện tại Mỹ. Osius nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, bây giờ họ sẽ có một số yêu cầu. Họ sẽ muốn trở thành một phần của chuỗi cung ứng xe điện và họ sẽ không muốn bị phân biệt đối xử khi so với các nhà sản xuất xe điện khác. Không có lộ tuyến rõ ràng để Việt Nam nhận được các lợi ích về thuế ở thời điểm hiện tại, nhưng thực tế là VinFast đang tiến hành xây dựng nhà máy, cho thấy một số niềm tin nhất định rằng điều này sẽ được giải quyết và tôi chia sẻ niềm tin đó, Osius nói. Việc chính quyền ông Biden có thể đưa ra giải pháp cho nhà sản xuất ô tô Việt Nam này hay không, có thể là phép thử xem lợi ích của đạo luật giảm lạm phát của Mỹ có thể được kéo dài đến đâu. Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ trao khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 đô la cho xe điện được mua ở Mỹ, với điều kiện là một tỷ lệ phần trăm khoáng chất quan trọng dùng để sản xuất pin phải có nguồn gốc từ Mỹ hoặc một đối tác thương mại tự do. Mỹ đã ký một thỏa thuận vào tháng 3 với Nhật Bản về các khoáng sản quan trọng để đảm bảo ô tô Nhật Bản sẽ được hưởng lợi từ tín dụng thuế này. Giờ đây, cả EU và Anh đều đang cố đạt được khả năng tương tự. Ông Biden tuần trước cho biết, ông có thể gặp lãnh đạo Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào tháng 9, nơi hai người dự kiến sẽ đồng ý các bước nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn đã nảy nở trong những năm gần đây, trong bối cảnh căng thẳng của Mỹ với Trung Quốc gia tăng. Osius cho biết Washington nên mở rộng lợi ích về thuế cho các bên ký kết khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một mô phỏng thương mại liên quan đến 14 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam và Indonesia lân cận, nơi có trữ lượng khoáng sản lớn dùng để sản xuất pin. Chính quyền ông Biden đã khởi động khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như một phần trong nỗ lực tăng cường can dự kinh tế với châu Á sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên-Thái Bình Dương, nhưng nó thiếu các điều khoản tiếp cận thị trường mà các quốc gia ASEAN mong muốn. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.